Nó cũng nắng là sáng mai em về cũng được. Sáng mai về thì Quay mẹ sớm không được. Cô cần đưa này, đưa nào, cái Ninh dở đây xem. Đưa nào, bố nói. Đây đưa, em đưa, 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 đưa. Đây, đây, con nào thì ngon đấy. Lê Phương Thảo, bạn em. Anh Tư Công. Bạn em ngon nhau. Hay là tình ảnh thì mang tính chất kinh hoàng thôi. Cái này nhấp người và tao. Ngoài đời có thế không? Ngoài đời phải hơn thế. Quay cứ chứ... quay không mở mắt ra phát là ấn luôn. Cái chỗ có chỗ nào dâm dâm tí xong ngồi có cái background cho cỏ cỏ tí mát quanh được cần đéo đâu mà không dạ. Không có cái cây nào nó kiểu nó đồng, đồng cỏ đấy. Bây giờ nó nắng to như này thì chỗ nào mà mát được không? Chỉ có trong quanh nhà thôi thì được thôi. Thì ừ. Ừ. Chỗ nào quen? Thì ông á? Em chỉ có dưới tầng 1 thôi. Ông nhớ lại mình vẫn chậm. Ê à? Ngủ mời zoom lên tao xem nào. Em biết zoom bị ở đây. Đẹp thế nhỉ? Ui. Vãi cả zoom. Đẹp quá nhỉ? Ở đâu đấy? Đẹp. Cưng như cả người. Ở đâu ra được? Ở đâu ra đây? Yên mô tô. Ui trời ơi. Sao con này có thể mạnh dạn thế nhỉ? Thế anh chưa biết rồi. Nó có cái ấy không? Khủng khiếp hơn cơ. Thế thế gì? Chị... Đều chồng biết cái gì mà người này kinh quá. Người ngoài kinh quá. Kinh quá. Nó như bé mà.